mà muốn cho cái xương nó tốt nó lại là mình không có điều trị theo phương Tây. Tức là hồi trước tới nay á, cái quan niệm người ta nói á, là loãng xương là dùng thuốc. Nhưng mà mấy ai mà dùng thuốc mà có hiệu quả đâu. Loãng xương nặng lắm ạ. Loãng xương nặng lắm. Chân tự gãy ngón luôn. Rồi bắt ngồi đây. Tự gãy ngón luôn. Tự gãy luôn. Dạ. Đó là thôi mà không cần coi đâu. Không cần. Bác ngồi gần nhìn thầy. Nhìn thấy rồi lấy chán rồi lại gần đây là chụp ảnh. Trời đất ơi. Bây giờ á mà muốn cho cái xương nó tốt nó lại là mình không có điều trị theo phương Tây. Tức là hồi trước tới nay á, cái quan niệm người ta nói á, là loãng xương là dùng thuốc. Nhưng mà mấy ai mà dùng thuốc mà có hiệu quả đâu. Mọi người hiểu chưa? À, mà chính cái mà quan trọng là phải thực hiện, mặc dù là hai bác là lớn tuổi rồi, nhưng mà phải học cái cách đó là nhịn ăn. Dạ có rồi thưa thầy. Rồi khi mà gặp được trên mạng gặp thầy đó. Đây. Là chúng tôi đã nhịn ăn 6 tháng là tốt quá. Chùm đá hay hốt giống như thầy hốt cùng khí dạ. Trong cái ước ao của cái tuổi già đó, được gặp thầy chỉ đụng thầy tí thôi. Dạ. Vì thầy tôi cho chính là hoa đà tài xế. Rồi hai đứa nó về đây. Rồi. Thì tăng xác này gửi lại cho thầy. Trời ơi. Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.